Dạ, mến chào cô bác chị đã quay lại kênh của em. Thì chiều hôm nay em có mặt tại chùa Cho Tôm Chắc ha, là khâu chuẩn bị cũng đã sẵn sàng hết trơn hết cô bác chị. Thì em mời cô bác chị đồng hành thì em vào bên trong. Thì rạp đã cắt xong hết trơn rồi cô bác chị. Đó, buôn bán ở đây bắt đầu giờ đi hết trơn rồi ha. Đây cô bác chị, đây là rạp cũng đã chuẩn bị xong. Quá đẹp luôn. Thì đây là cũng đẹp đã trang trí hết trơn rồi nè cô bác chị, chỉ có chờ ngày là để bước thôi. Thì chiều hôm nay em đến đây để gần view gửi đến cô bác chị đó. Đèn cũng đã lên hết trơn. Thì chiều đây là đầu tuần thì chắc có lẽ là Phật tử cũng đến hơi muộn chút xíu đó cô bác chị. Trang trí hoa cũng rất là đẹp luôn. Ồ, trong đó mở nhạc à, mong cô bác chị thông cảm á, em chỉ có gầu viên vòng vòng khu này thôi đó. Ồ, xe mà còn mở nhạc nữa. Để anh đang cạo lên ha. Cảo nhập lên đó cô bác chị. Rồi. Đây tới nữa là dàn sân khấu để tới nữa là khánh thành, cắt băng khánh thành đó cô bác chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cũng xin đại diện cho ban tổ chức cũng thông báo với tổ dân phố thì theo như chúng ta yêu cầu thì đề nghị tổ dân phố đứng ra nửa tiếng nữa là 对, bác đồ quá trời luôn, quá trời. Ở đây không cho bán đồ, đây là lán trại của Phú Tức ha, chùa Phú Tức. Mà trước màn hình của bán chị là chùa Phú Tức, lán trại nè. Bên này thì của chùa Trạch Tim mới ha. Đây thì chùa Trạch Tim mới. Ở đây thì của chùa Tâm Lấp thôi cô bác chị. Trước là Phú Tức với chồng Trà Tim mới. Đây thì của Tâm Lấp. Khu vực cấm buôn bán rồi. Đây cũng như cái lán chạy nhỏ thôi. Ở đây buôn bán cũng như ba cái đồ. Sư đồng rồi các bác chị.
tối rồi, trời bắt đầu tối lên thôi, quá trời. Ở đây xe gửi quá trời luôn. Rất là đông luôn. Bây giờ mình tìm kiếm xe của mình cái trước tiên đi. Tại vì lưu bu này nó không có biết là xe của ai, của ai của bác chị. Trời bắt đầu tối à. Bắt đầu Phật tử ở thông ra cho quá trời. Vậy là chúng ta sẽ còn trọn vẹn là thêm mấy ngày nữa thôi. Bữa nay mùng 10 rồi, 14 này sẽ bước vào lễ kết giới Sima ha cô bác chị. Thì đây là lễ đài. Này là em đi dạo một vòng đó cô bác chị. Trong tấn điện lâu quá. Bây giờ em đi hết hết vòng rồi đó, thì chút xíu nữa em sẽ
như là có bác chị thì cũng có dọn dẹp vậy thôi ha. Cái này là em gờ view gửi đến ngay cho bác chị. Hoàn toàn đúng rồi đó. Tiếng hoàn toàn tiếng quê không? Anh đó từ đâu đến? À, Vĩnh Xuyên lại đây cũng như tham quan ngôi chánh điện ha. Thì lại đây tới bữa 16 luôn đi. 14, 15, 16 là vô đám. Thì mình lại ít chơi mỗi ngày luôn. Ngày đầu tiên mới qua mà. Anh cảm thấy ngôi chánh, anh cảm thấy ngôi chánh điện này rất là đẹp ha. Mê ly luôn. Thì từ đây tới cũng vài tháng nữa là lễ kết giới Sima này nhiều chùa lắm. Nè cái này rồi tới băng tiệc nè. À, rồi tới đây tài suốt nè, rồi tới ô chum nè. Đó, nhiều lắm. Thôi anh đi chơi đi ha. À, em cũng như tranh thủ gắn quay sớm sớm mà cập nhật tình hình cũng như là ngôi chánh điện của chùa tôi cũng chắc gửi đến cô bác chị ha, tại vì tối chút nữa em sợ mở nhạc lên rồi bạn có bản quyền rồi các em tắt tiếng rồi các em lọc nhạc lên cũng như là quay những cái phim gửi đến cô bác anh chị không có cảm giác là không có hay hết cô bác chị. Vậy thôi. Thì bà con tới đây, Phật tử tới đây cũng rất là đông. Thì đây là những cái phần mà chánh điện, những ngôi chánh điện chúng ta đã được hết rồi bà con bác ạ. Đại sư cũng đang trang trí bóng đèn để lập đẹp thẩm mỹ cho ngôi chùa hết của bác chị. Đây, những hàng cây này sư cũng đang trang trí. Chắc clip hôm nay cũng dài rồi, em xin kết thúc clip tại đây. Hẹn cô bác chị những clip tiếp theo và nhớ đồng hành cùng em nha. Em một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ. Em cảm ơn cô bác chị rất nhiều.